Đấy, chào tất cả các bạn ha, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh mình ha. Hôm nay hàng về các bạn ơi, mẹ hồi nãy mới livestream sơ sơ bạn chậm quá đứng hết trơn rồi. Hôm nay anh quay cho anh em xem ha. Thì của hai miếng trần đem để chổng luôn à. Ha, thì hôm nay về thì có lô bơm chìm các bạn. Bơm chìm ha. 100-200V đều có ha, 3 pha ha. Có hai con inox bên đây. Hai con nóc là 2.2kW ha. Anh em 3 pha ha. Mấy búa băng đinh để lại đó đi, để nữa để qua kia. Anh em. Hai con inox xây cái đầu ra xíu rồi nè, cho anh em đét nó ra kìa. Đây. 2.2kW 3 pha anh em ha. Con này capacity nó là bao nhiêu lít trên phút ta? Mờ quá anh em mà không thấy luôn. Ha. Chung hơi bị mờ mờ không thấy. Gen này gen chắc khoảng 450 gì đó. Ha. Cái này bao anh em chạy, anh em nào muốn dọn thì mua về dọn, còn anh em muốn chơi hết nguyên lô này alo mình luôn. Để anh em quý nguyên lô này luôn ha. Đăng ký tính tiền. Còn anh em mà mua lẻ thì chắc đợi vài bữa nữa mình lên video mình cho anh em ha. Anh em nào muốn mua lô thì alo mình luôn. Mua lô đăng ký tính tiền luôn ha. Nhiêu đây bao nhiêu ký ta? Nhiêu? 300 mấy ký anh em. Rồi, lên đây quay sơ sơ cho anh em coi. Một con máy rửa cũng lông luôn ha, 7 người rửa ha. Đây S2900 ha, con này áp chắc khoảng 250-300. Đầu này bao đỉnh luôn ha. Đó, đây thêm đầu 7 người rửa nữa đây nè. Đầu này đầu của nào không biết nữa. Áp 230 đây nè, 7.5 HP. Đỡ ngang thổi cái vậy ha. Nay có hai cửa xe, hai khoang bàn anh em, con khoang bàn đẹp long thần luôn ha. Đây nguyên zin hết ha, không sức mẻ bể miếng nào chứ. Đây cho anh em xem NBD ha, 340 NBR ha. Đó, con này bao ngon nha anh em, bao đẹp nữa ha. Một con Taro mét 2 nữa nha anh em, Taro của Hitachi mét 2 ha. Đây hộp điều khiển ở đây nè, hộp điều khiển Taro rồi đó, hai cái khởi ha, điện đốm rồi nè. Con này mình gắn cái biến tần vô đây cho chạy nè. Hai con này của Hitachi ha, BT23S nè đó, ba bu ly nha nè đó. Bây giờ anh kia điện chưa? Cái lọc nữa, lọc của Iweta nha, này là quá đạo luôn, quá đạo trên từng hạt gạo luôn, đẹp long lanh. Đây thêm cái đầu rửa nữa, này nguyên thùng anh em, để mình sẽ quay sau test sau cho anh em ha. Kim cạp điện đi. Rồi, nhiêu đó đó anh em. Ha, đem vô nhà luôn hả? Để ngoài dọn luôn. Đây quay cho anh em cái biến tần hồi nãy mình xuống nè. Xuống nãy là chim show cho anh em thấy. Để giờ anh quay lại cho anh em xem ha. Biến tần mới về hai con khủng long, còn khủng long bảo chúa luôn á. À, anh em thấy nè, hai con siêu to bự luôn ha, 50 ngựa ha, 37 kW. Đây model này anh em có thể tra model ha, FRN37G11S-2 ha anh em. Con này của Fuji Electric Made in Japan nha anh em. Đó,
204 ampe nha. Đó, 55 kW thì 145 ampe KVA. À. Chạy nó chạy chỉnh được tần số từ 0 đến 400 Hz. Quá to luôn, siêu to, siêu bự nha. Con này là quá đỉnh luôn nè, hai con giống nhau luôn nè ha. Đó. Con này nặng 3 mấy ký, 36 ký. Ok, thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ ha. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt anh em, chúc anh em một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha.